phước thì chúng ta được gặp mặt nhau. Cũng một lần nữa thì cách đây cũng hơn tuần thì chúng ta cũng gặp mặt nhau, chúng ta cũng trò chơi, chúng ta cũng thờ phượng và ngợi khen Chúa cùng nhau. Và thì này cũng đã thì giờ có thì giờ còn lại, Chúa cũng đã để thì giờ cho hết thảy đời sống của chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi này, những người khỏe khoắn, những người trai trẻ, những người xinh, những người đẹp trai. Buổi sáng hôm nay chúng ta rất được phước và chúng ta cùng đến và thờ phượng Chúa cùng nhau. Và một lần nữa trong thời giờ này thì chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì mọi điều tốt lành Chúa cũng đã sẵn sàng, Chúa đã ở cùng với chúng ta trong thời giờ hôm nay và một buổi ngày mai và buổi tối hôm nay nữa. Thì có kỳ trại hè này có cả đoàn của Liên đoàn Tin giáo cũng đến tham dự, đó là mục sư Lê Mô Đức. Các bạn biết mục sư Lê Mô Đức dạ? Rồi xin mời mục sư Tin Điệp. Rồi và đoàn ban nhạc của Nay Dân. Rồi của ban nhạc đâu rồi? Rồi và cô Phú Hạnh và thầy Joseph thì cũng có mặt chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Rồi thầy cô ngồi sau cùng ạ. Rồi và có khách từ Nách Ngãi chưa? Nách Ngãi với anh này. Nách Ngãi với anh và xin mời đoàn khách của chúng ta từ chúng ta có một số người bạn đến từ hội thánh Bethany. Bethany là mục sư Paul Zadao đó. Kỳ trước có đến đây rồi phải không? Con nhớ không? Trại kỳ trước mục sư Paul Zadao, Bethany đó là mục sư lãnh đạo của quý vị ở đây. Ok. Mục sư Verse. Ok, please stand up. Ok. Mục sư Verse. Mục sư Top. Ok. Ông có trí nhớ rất là hay. Chút nữa ông sẽ biểu diễn cho chúng ta. Mục sư Verse. Verse Davis. Please. Ok, Michael, em thanh niên, chưa có gia đình. Michael, rồi Con, đó. Ok, Con, ok. Please, say it again. Michael and Con, please. Hai người này chưa có gia đình. Single, ok. Bao nhiêu cô nữ ở đây chưa có gia đình, đưa tay lên. Nữ mà. Mấy mục sư này gửi gắm tôi đó mà nói là họ rất là thích những cô gái ở tại cao nguyên, đặc biệt là yêu mến Chúa đó mà. Ok, xin Chúa ban phước cho kỳ trại chúng ta trong phước hạnh của Chúa. Chiều nay thì sẽ có một cái đội thêm nữa, khoảng 15 bạn Philippines thanh niên giống như bạn ở đây. Amen không? Amen không? Cảm ơn Chúa. Nên chúng ta phải cháy hết mình ở trong quyền năng của Chúa, lẫn ở trong cái mối thông công quan hệ với nhau. Amen không ạ? Chúa ban phước các bạn nhé. Ok. Giờ cô tham dự trong kỳ trại hè này có trưởng giáo hạt mục sư Cà Game và các nhân sự cùng hầu việc Chúa ở tại giáo hạt Giang. Trong tràng pháo tay đi ạ. Vâng, cảm ơn Chúa thì chúng ta cũng đã biết hết thảy đời sống của chúng ta đến tận đây để chúng ta thờ phượng Chúa và tôn vinh Ngài. Và một lần nữa trước khi chúng ta nghe sứ điệp của Chúa thì chúng ta cũng ăn để sống của chất thuộc thể chúng ta có phải ăn đúng không ạ? Thì thuộc linh chúng ta có phải ăn để nuôi dưỡng dưỡng linh của ta để chúng ta gặp Đức Chúa Trời của chúng ta. Và một lần nữa trước khi chúng ta nghe sứ điệp của Chúa trong buổi sáng hôm nay, xin mời đoàn múa của chi hội Elysee 2. Xin mời. Feel your heart, your heart beats.
Xin chào quý con gái của Chúa buổi sáng ngày hôm nay. We're so blessed to be here with you this morning. Chúng tôi rất là được phước khi mà được ở đây buổi sáng ngày hôm nay với lại quý con gái Chúa ở đây. This is such a very beautiful place and we love this place. Đây là một nơi đẹp hết chỗ chi và chúng tôi thích rất là thích chỗ này. Amen. Amen. We love the beautiful view and the cold weather. Chúng tôi rất là thích cái cảnh đẹp ở đây và cái bầu không khí mát nhẹ. This morning when I took a bath, the water was so cold. Buổi sáng hôm nay khi tôi đi tắm thì đi rất là lạnh. But it's good. Nhưng mà rất là tốt. We love your place and we love your people. Chúng tôi thích chỗ của các bạn và chúng tôi cũng yêu thương dân tộc của các bạn nữa. And as I look at each one of your faces, và khi mà tôi nhìn gương mặt của mỗi một anh chị em ở đây, I see beautiful and handsome faces. Thì tôi thấy những khuôn mặt cũng là rất là đẹp trai và đẹp gái. Amen. Amen. Who among you here have heard Pastor Paul Yadao last time? Có bao nhiêu người trong các bạn ở đây lần trước các bạn đã nghe mục sư Paul Yadao chia sẻ năm ngoái đó? Okay, Pastor Paul Yadao would like to send his greetings from the Philippines. Mục sư Paul Yadao cũng gửi lời chào thăm từ Philippines cho quý vị ở đây. We just had a chat last night in the internet. Và buổi tối ngày hôm qua thì chúng tôi cũng nói chuyện với nhau qua mạng. And he sends his regards to every one of you. Và mục sư có gửi lời chào hỏi thăm tới hết thảy quý ông bà anh chị em ở đây. Amen. He was not able to come here because of his schedule, but he has sent us. Bởi có cái lịch làm việc của mình, mục sư lần này không có đến đây được, nhưng mà mục sư đã gửi chúng tôi đến. This afternoon there are 15 more coming. Chưa hết đâu, buổi chiều ngày hôm nay còn có thêm 15 người Philippines tới nữa. And all of them are girls except for one. Tất cả đều là nữ, chỉ có một nam thôi. Hello, hello. So they will be here this afternoon. Cho nên họ sẽ có mặt ở đây buổi chiều ngày hôm nay. And we're gonna have an awesome time this day. Và chúng ta sẽ có một thì giờ rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. I know God is going to move powerfully in this place. Tôi biết là Chúa sẽ vận hành một cách đầy quyền năng ở tại nơi này. Amen. God is so good. Chúa là tốt lành. Amen. Chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. And we came all the way from the Philippines. Và chúng tôi đi một quãng đường dài rất là xa từ Philippines. Thousands of kilometers away. Cách xa hàng ngàn km. Have anyone been there in the Philippines? Có ai đã từng đến đất nước Philippines chưa? Chưa. Mục sư Đức thì đã đến rồi. Học theo gương mục sư đi các bạn. But we came all the way from the Philippines. Chúng tôi đi một quãng đường dài từ Philippines. We drove for many hours going up here in this mountain. Chúng tôi đi xe rất là nhiều giờ, đi lên rồi lại đi xuống, đi lên đi xuống rồi mới tới đây được. We are here because God wants to let you know. Chúng tôi có mặt ở đây bởi vì Đức Chúa Trời muốn các bạn biết rằng that you are valuable. Rằng bạn là một người có giá. God has not forgotten about you. Chúa chưa có quên bạn đâu. Chúa không có quên bạn đâu. Even if you live in a faraway place. Mặc dù bạn sống trong núi trong rừng. You're far from the city. Bạn không có ở gần thành phố. You're far from Ho Chi Minh. Bạn sống xa thành phố Hồ Chí Minh. How many of you have been to Ho Chi Minh already? Có bao nhiêu người trong các bạn đã đến thành phố Sài Gòn rồi? có ít người. But even if some of you haven't been in Saigon yet. Mặc dù có một số người trong anh chị em vẫn chưa tới Sài Gòn. God wants you to know. Nhưng mà Chúa muốn bạn biết rằng that He has not forgotten about you. Là Chúa ngài không bao giờ quên bạn đâu. You are special. Bạn là người đặc biệt. He knows you by name. Chúa biết tên của bạn. He knows you by face. Chúa biết bạn đúng qua khuôn mặt của bạn. He likes you. Và Chúa rất là thích bạn nữa. Chúng ta hãy nói Amen. He loves you. Chúa yêu bạn. And He is so proud of you. Và Chúa rất là hãnh diện với bạn nữa. And God has so many plans for each one of you. Và Chúa có rất rất là nhiều kế hoạch cho mỗi một người trong anh chị em. You believe that God has many plans for you? Bạn có tin là Chúa có nhiều kế hoạch cho bạn không? Amen. Có tin không? Amen.
How many of you here you have dreams in your heart? Có bao nhiêu người trong các bạn ở đây đúng không? Mình có những giấc mơ hay là những ước mơ ở trong lòng? Come on. Ai có chúng ta đưa tay lên. Những người còn lại không có giấc mơ. How many of you here dreams to become an actor or actress someday? À, có ai ở đây có ước mơ một ngày nào đó mình sẽ trở thành diễn viên không? Come on. Don't be shy. Có không? Đừng có ngại ngùng gì hết, có sao cứ đưa tay lên. Hả? How many of you dream of becoming a singer one day? À, có bao nhiêu người trong các bạn ước mơ một ngày nào đó mình sẽ trở thành ca sĩ? Yeah. Or maybe a dancer. Hay là một ngày nào đó quý vị đúng không sẽ trở thành một vũ công. Vũ công là gì? Tức là người đi khiêu vũ đó. Yeah. Or maybe an engineer. Hay là một kỹ sư nào? Ai muốn làm kỹ sư? Or maybe an excellent farmer. Hay là một người làm vườn rất là xuất sắc. Excellent. Rất là tuyệt vời. We are here to tell you. Chúng tôi ở đây để mà nói với bạn. That God believes in you. Rằng Đức Chúa Trời đặt đức tin ở đây bạn. He believes in your dreams. Chúa tin vào các giấc mơ của bạn. He cares about your dreams. Chúa quan tâm đúng không ạ tới các giấc mơ của bạn. Because he loves you. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài yêu thương bạn. And he has changed your life. Và Chúa đã thay đổi cuộc đời của bạn. Because he wants you to become a blessing. Bởi vì Chúa muốn bạn trở thành một nguồn phước. He wants you to be a blessing to your family. Chúa muốn bạn đúng không, trở thành nguồn phước cho gia đình của mình. He wants you to be a blessing to your community. Chúa muốn bạn trở thành nguồn phước cho cộng đồng của mình nữa. He wants you to be a blessing to your province. Chúa muốn bạn trở thành nguồn phước cho tỉnh Đắk Nông này. He wants you to be a blessing to your nation. Chúa muốn bạn trở thành nguồn phước cho đất nước Việt Nam này. And he even wants you to be a blessing to other nations. Và Chúa cũng muốn bạn trở thành nguồn phước cho những đất nước khác nữa. You have a great destiny to fulfill. Bạn có một định mệnh rất là tuyệt vời và rất là lớn lao để bạn hoàn thành. Amen. Amen không ạ? Amen. So right now before I continue. Và trước khi tôi tiếp tục. I'd like to call one of our team. Và tôi muốn và mời một số anh em ở trong đội hình của chúng tôi. His name is Carl. Tên là Carl. Rồi xin mời đứng lên đây. Không phải Carl đâu mà là Carl. Không phải mắc kẹt đâu. He may be small. Nhìn bề ngoài thì nhỏ con. But he's already a graduate. Nhưng mà đã tốt nghiệp rồi. He's now working. Đã đi học xong rồi và bây giờ đang đi làm. He's working as an agriculturist. Và làm về gọi là chuyên gia về nông nghiệp. And he'll be sharing his story. Và cái cậu này sẽ chia sẻ về kinh nghiệm của mình. Of how God has changed him. Về cách mà Đức Chúa Trời đúng không ạ đã thay đổi cậu như thế nào. From just a small boy. Từ một cậu bé đúng không ạ rất là nhỏ con. To becoming someone who is great. Trở thành một người vĩ đại. Someone who touches the lives of other people. Trở thành một người mà có thể đụng chạm cuộc đời của những người khác. So let's all welcome Carl as he gives his testimony this morning. Khi mà Carl làm chứng buổi sáng ngày hôm nay, xin mời chúng ta hãy vỗ tay rồi chào đón người nhà của chúng ta. Xin chào buổi sáng. Chào lại đi. Good morning. Good morning. Tôi là Carl, không phải là Carl. Rất là vui được gặp hết thảy ông bà anh chị em. Before I become a Christian. Trước khi mà tôi tin Chúa. I have hatred to my father. I hate my father. Thì tôi đã từng đánh cha của tôi. Because he is not responsible for sending us to school. Bởi vì cha của tôi đã không có thực hiện cái trách nhiệm của mình là đưa con tới trường đi học. We were four children. Thì chúng tôi có bốn anh em ở trong nhà. And he has no plan to send us to school. Còn ông già của chúng tôi thì không có kế hoạch để mà gửi chúng tôi đi học. Because of poverty. Bởi vì nhà chúng tôi rất là nghèo, không có đồng tiền để mà đi học. So I hit him. Và thế là kia tôi đã đánh cái người cha của That's mình. That's why all of us. Đó là lý do mà tất cả chúng tôi. Just find scholarship to study. Và tất cả chúng tôi anh em ở trong nhà đây chúng tôi tìm học bổng để mà đi học. But when I encounter God. Nhưng mà khi mà tôi gặp gỡ Chúa. I experienced His love. Tôi kinh nghiệm tình yêu của Ngài. The Father's love. Tình yêu thương của cha chúng ta. That time. Và lần đó. I forgive him. Tôi đã tha thứ cho người cha của mình. And our relationship. Và mối quan hệ của chúng tôi. Was restored. Đã được phục hồi trở lại. And then when I go home. Rồi sau khi mà tôi trở về nhà. We have always good conversation. Và khi chúng tôi gọi là nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. I hug him. Tôi đã ôm lấy cái người cha của mình. Because I love him. Bởi vì tôi yêu thương người cha của mình.
One thing I learned from that experience. À, và có một điều tôi học được từ kinh nghiệm đó. We should honor our parents. À, và tất cả chúng ta đúng không? Đều biết về người cha và người mẹ của mình. Do you honor your parents? À, các bạn có biết về người cha người mẹ của mình không? Có biết không? Okay. So when we honor our parents, à, khi mà chúng ta tôn trọng cha mẹ của chúng ta, God will bless us. Thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Now. Bây giờ, God is blessing me so much. À, Chúa đang ban phước cho tôi rất là nhiều. I'm working as in a private company. À, tôi làm ở một công ty tư nhân. As agriculturist. À, là một cái là chuyên viên hay là chuyên gia về nông nghiệp. God is blessing me so much. À, Chúa đã ban phước cho tôi rất là nhiều. Favor. À, ân huệ của Chúa. With time. À, Chúa ban cho tôi money. Chúa cho tôi ân huệ rồi tiền bạc rồi thời gian. Because I honor my parents. Bởi vì tôi đã tôn trọng cái người cha mẹ của mình. Amen. 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 So that's all. À, thế thôi. Honor your parents. À, hãy tôn trọng cha mẹ của mình. And experience with the Father's love. À, rồi bạn sẽ kinh nghiệm tình yêu thương của Cha chúng ta ở trên trời. Thank you. Xin cảm ơn rất là nhiều. Thank you, Carl. À, cảm ơn Carl. Have you been blessed by his testimony? Bạn có thấy mình được phước qua cái lời làm chứng của người anh em chúng ta không? Amen. Amen. Nothing is impossible with God. Với Chúa không có cái gì là bất năng hết. Even if he grew up in a family that is poor, à, mặc dù cậu thanh niên của chúng ta lớn lên trong một gia đình rất là nghèo, his parents could not send him to school. À, và cha mẹ không có đủ tiền để mà cho các con đi học. He hated his father so much. À, trước đây cậu đã ghét cha của mình rất là nhiều. But because of the father's love, nhưng mà bởi cớ tình yêu thương của cha chúng ta, he experienced that God is a loving father. Thì cái người thanh niên của chúng ta đã kinh nghiệm được rằng Đức Chúa Trời chính là cha yêu thương của chúng ta. He learned to forgive his own earthly father. À, và thế là cậu này bắt đầu học để mà tha thứ cho chính cái người cha đã đẻ ra mình. He learned to honor them and to love them. À, cậu đã học để mà tôn trọng, để mà yêu thương họ. Because of that, God has blessed him. À, và bởi cớ điều đó, cho nên Đức Chúa Trời đã ban phước cho cậu. He has finished his studies. À, cậu đã học xong. He graduated from the university. À, đã tốt nghiệp đại học. With honors. À, với một cái bằng danh dự. And God is using him to bless the young people in the Philippines. À, và Chúa đang sử dụng cậu để mà chúc phước cho những người trẻ tuổi ở tại Philippines. And God has given him a heart. À, và Chúa cũng ban cho cậu có một tấm lòng to bless the nations. À, để ban phước cho các nước nữa. God has given him a heart specifically for Vietnam. À, và Chúa đã ban cho cậu có một cái tấm lòng đặc biệt là cho Việt Nam của chúng ta. Amen. One day he will be here to stay. À, một ngày nào đó cậu sẽ đến đây và an cư lạc nghiệp ở đây luôn. He's just preparing himself. Có cô nào muốn đón không? Cậu đang chuẩn bị chính mình. And maybe he's still looking for a wife. À, và có lẽ cậu vẫn đang tìm kiếm một người một nửa của mình. But I think if he will find a wife here. À, nhưng mà tôi tin nếu mà cậu tìm được một người vợ ở đây á, we can leave him here. À, thì chúng tôi có thể để cậu lại ở đây. Chúng tôi về một mình. Amen. Amen. That's the power of God's goodness. Đó chính là quyền năng sự tốt lành của Đức Chúa Trời. He have even never imagined that he will be able to travel. Đó, trước đây cậu này không bao giờ tưởng tượng được rằng sau này Chúa có thể cho mình đi chỗ này và chỗ kia. His family is just a poor family. Bởi vì gia đình thì rất là nghèo. And yet now he is here in Vietnam. Nhưng mà bây giờ thì đã ở Việt Nam rồi. This is already his second time here. Đó, đã là đến thứ hai được hai lần rồi. He has been to other nations as well. À, và cũng đã đi đến đất nước khác nữa. He has been to Malaysia. À, cậu đã đi Malaysia. Where else? Chỗ nào nữa? The two nations. À, đi được hai nước rồi. God can use any one of us powerfully. Chúa có thể sử dụng đúng không? Mỗi một người trong chúng ta một cách đầy quyền năng. Because he is a good father. Bởi vì Ngài là cha tốt lành của chúng ta. Amen. Amen. That's why we are here to share you this. Đó là lý do mà chúng tôi ở đây và chia sẻ với bạn cái điều này. That God believes in you. Rằng Đức Chúa Trời tin ở nơi bạn. That God has a great plan for you. Rằng Đức Chúa Trời ngài có một kế hoạch lớn lao dành cho bạn. His plan is for you. À, kế hoạch của ngài là dành cho bạn. To prosper you. À, kế hoạch của ngài dành cho bạn là gì? Là để bạn được thịnh vượng. Not to harm you. Không phải là để làm hại bạn đâu. But to give you a hope and a future. Nhưng mà để ban cho bạn có niềm hy vọng và một tương lai sáng lạn. You have a good future with God. À, khi bạn có Chúa, bạn có một tương lai tốt lành ở phía trước. Amen. Amen.
Look at the person beside you. Bạn hãy nhìn người bên cạnh của mình. Nhìn đi. Tell that person. Bạn hãy nói với người đó. You have great potential. Bạn có tiềm năng lớn lắm. Nói đi. Tell that person. Hãy nói với người đó. There is gold inside of you. Ở trong bạn có vàng đó, bạn biết không? You just don't know it yet. À, tại vì bạn chưa có biết là bạn có vàng thôi. Nói đi. But there's so much hidden inside of you. À, nhưng mà có rất là nhiều điều còn đã bị kín dấu ở trong bạn. Do you believe that? Bạn có tin điều đó không? Amen. 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 Let me give you this illustration. À, tôi sẽ cho các bạn một cái ví dụ này. You know what this is? Bạn có biết cái này là cái gì không? Hạt điều. You know? Yes. It's a seed. Đó là hạt giống. Seed of the cashew. À, hạt của trái điều. If you look at this seed, nếu bạn nhìn vào hạt giống, it's not so beautiful. À, nhìn nó không có đẹp đẽ gì đúng không ạ? It's dirty. À, nhìn rất là bẩn thỉu. It's ugly. À, nhìn nó rất là xấu. It's small. À, rồi nó bé tí tẹo. It seems useless. À, và nhìn dường như là vô dụng. But we all know. Nhưng mà tất cả chúng ta đều biết that this seed, rằng hạt giống này, has the potential to become a tree. Nó có tiềm năng để trở thành một cái cây điều. Amen. Amen không? You just need to plant it. Bạn cần làm gì? Bạn chỉ cần gieo cái hạt này xuống thôi. Cultivate it. À, bạn vun sới cho nó. And eventually it will become a beautiful cashew tree. À, và cuối cùng nó sẽ trở thành một cái cây điều rất là đẹp. And it will bear much fruit. Và nó sẽ sinh ra làm trái. Yesterday we ate some cashew nuts. À, ngày hôm qua đó thì chúng tôi có ăn hạt điều. And I love it. À, tôi rất là thích. It's my favorite. À, đó là cái món khoái khẩu của tôi. Who among you loves to eat cashew nuts? Ai trong các bạn thích ăn hạt điều nào? Yeah. But all of that came from a single seed. Nhưng mà tất cả những điều đó nó ra từ một cái hạt giống. If there's no seed, nếu mà không có hạt giống, no tree, thì không có cây, no fruit, thì không có trái. Everything starts with a seed. À, mọi thứ nó bắt đầu bởi một hạt giống. And everything that this seed needs to become a big tree, tất cả những cái gì mà cái hạt giống này nó cần để mà trở thành một cái cây lớn, is already inside of it. Đã có ở trong nó rồi. You don't need to add to it. Bạn không cần phải thêm cái gì vào trong hạt giống này đâu. Right? Đúng không nào? You don't have to buy wood. Bạn không cần phải mua gỗ. And build on it so that it will become a tree. Và cái... You don't have to put some other ingredients. Bạn không cần phải thêm những cái thành phần khác vào trong cái hạt giống này. Because inside of it, bởi vì bên trong nó is everything that it needs. À, nó đã có sẵn tất cả mọi thứ mà nó cần rồi. So that it will become a magnificent tree. Và nó sẽ trở thành một cái cây gọi là cổ thụ rất là uy nghi. The same with us. Sẽ tương tự chúng ta cũng như vậy đó. Inside of you is a beautiful tree. Ở bên trong bạn là một cái cây vừa xinh mà vừa đẹp nữa. And everything that you need is already inside of you. Tất cả những gì mà bạn cần đã có bên trong bạn rồi. You believe that? Bạn có tin điều đó không? Let's read some verses. Chúng ta hãy đọc một vài câu kinh thánh. Ephesians 1:3. Ở trong Ephesians đoạn 1 câu số 3. If you have your Bible, you can open it up. Có ai có kinh thánh không? Chúng ta mở ra đi. Ephesians 1:3. I read first. À, tôi đọc trước. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realm, heavenly places in Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi tư phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Who among you here believes that God has already blessed us? Có bao nhiêu người trong các bạn ở đây tin rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta rồi? Amen. Amen. What does the verse say? Câu kinh thánh này nói cái gì? Is God going to bless us? Is it in the future? Ở trong tương lai Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Có phải nó nói như vậy không? Or is it already done? Hay là việc ban phước đó Chúa đã làm rồi? God has already blessed us. Chúa đã ban phước cho chúng ta rồi. So who among you here are blessed? Vậy thì ai trong chúng ta ở đây là người đã được ban phước rồi? If you're blessed, raise your hand. Nếu bạn đã được ban phước rồi, bạn hãy đưa tay lên. Only a few. Ủa, chỉ có một số người được ban phước thôi hả? Maybe some of you don't believe what you've read. À, có thể một số người trong các bạn không có tin những gì mà mình vừa mới đọc.
What does it say in the Bible? Kinh Thánh nói cái gì nào? God has blessed us. Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta with every spiritual blessing. À, bằng đầy đủ các mọi thứ ơn thiêng liêng. It says God has blessed us. À, Kinh Thánh nói sao? Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta. It's already finished. À, công việc đó đã được làm xong rồi. God has already given us the blessing. À, Đức Chúa Trời đã ban cái phước hạnh đó cho chúng ta. So who among you here believes that you are blessed? Vậy thì có bao nhiêu người trong các bạn ở đây tin rằng mình là người đã được ban phước? Hãy đưa tay lên. Amen. Amen. Because if you don't believe it, bởi vì nếu mà bạn không tin đó, then we can maybe you can cut that verse and throw it away. À, thì bạn hãy cắt câu Kinh Thánh đó và bỏ ra khỏi ngoài Kinh Thánh. Bỏ ra đi. God has already blessed us. Chúa đã ban phước cho chúng ta rồi. And what has God blessed us with? À, Chúa ban phước cho chúng ta với cái điều gì? It says that God has blessed us with every spiritual blessing. Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời đúng không? Đã lấy mọi thứ ơn thiêng liêng mà ban cho chúng ta. It says every spiritual blessing. À, Kinh Thánh nói là mọi thứ ơn thiêng liêng. Meaning all. Có nghĩa là gì? Mọi thứ có nghĩa là gì? Có nghĩa là mọi thứ. Do you want to be blessed? Bạn có muốn được phước không? You want to be blessed with wisdom? Bạn có muốn được Chúa ban phước bằng sự khôn ngoan không? You want to be blessed with talent so you can dance like them? À, bạn có muốn được Chúa ban cho mình những cái tài năng để mình có thể gọi là nhảy múa ca ngợi Chúa giống như mấy bạn ở trên này không? You want to be blessed so that you can sing and play like the worship team? À, bạn có muốn được Chúa ban phước đúng không? Để bạn có thể đứng lên đây hát hay là chơi nhạc cụ giống như ban nhạc không? You want to be blessed so that you can be a successful farmer? À, bạn có muốn được Chúa ban phước để trở thành một người làm vườn thành công không? You want to be blessed so that you will be rich so that you can raise your family out of poverty? À, bạn có muốn mình được Chúa chúc phước để bạn đúng không ạ? Vượt ra khỏi cái sự nghèo đói và nuôi nấng gia đình của mình không? I have good news for you. Tôi có tin mừng cho bạn này. God has already blessed you. Đức Chúa Trời đã ban phước cho bạn rồi. And God has blessed you with all. Và Đức Chúa Trời đã ban phước cho bạn bằng mọi thứ ơn thiêng liêng. What does all mean? À, mọi thứ có nghĩa là gì nào? It means all. À, mọi thứ có nghĩa là tất cả là mọi thứ. So what do you need in your life? Vậy thì trong cuộc đời của bạn, bạn cần cái gì nào? What are you praying for? Hiện giờ bạn đang cầu nguyện Chúa về cái điều gì? God has already placed it inside of you. Chúa đã đặt cái điều mà bạn cầu xin đó ở trong bạn rồi. Just like this seed. Giống như hạt giống này. All that the seed needs to become a tree is already inside of it. Tất cả những gì hạt giống này cần để trở thành một cái cây đã có ở trong nó rồi. Amen. 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 All that you need so that you will be successful. Tất cả những gì bạn cần để bạn thành công. It's already inside of you. Đã ở bên trong bạn rồi. All the wisdom is already inside of you. Tất cả sự khôn ngoan đã ở bên trong bạn rồi. Bây giờ bạn hãy nói rồi. All the wealth is already inside of you. Tất cả những sự giàu có đã ở bên trong bạn. Amen. Amen. Rồi. Rồi. All we need to do is to bring it out. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chúng ta đem nó ra bên ngoài thôi. So how do you bring it out? Vậy thì bạn đem nó ra bên ngoài bằng cách nào? Then we need to plant it. Đó, thì chúng ta cần phải gieo nó xuống. So that it will grow. Đó, để nó có thể lớn lên. And it will become a magnificent tree. Và nó sẽ trở thành một cái cây lớn. Amen. Amen. So we need to plant ourselves. Cho nên chúng ta cần phải gieo trồng chính bản thân chúng ta. In the presence of God. Ở trong sự hiện diện của Chúa. So that we will grow. Đó, để chúng ta lớn lên. Amen. Amen. In order for the seed to grow, where do you plant it? Để hạt giống này có thể lớn lên đó thì bạn trồng nó ở chỗ nào? If I put this seed in the pavement on the road. Nếu mà tôi để cái hạt giống này ngoài đường. Will it grow? Nó có lớn lên không? No. Không. If I put it on the rooftop. Nếu mà tôi bỏ lên cái mái nhà. Will it grow? Nó có lớn lên không? If I put it on the water on the lake, will it grow? Nếu mà tôi ném xuống hồ á, nó có lớn lên không? No. Không. In order for this seed to grow, à, để hạt giống này lớn lên, it needs the right environment. À, thì nó cần một môi trường. And what is the right environment for the seed? Môi trường đúng không ạ? Đúng cho cái hạt giống này là gì ạ? It's the soil. À, chính là đất, tức là cái môi trường phù hợp dành cho nó. You need to plant it on the soil. À, bạn cần phải gieo nó xuống đất. The same with us. Thì chúng ta cũng như vậy.
If you want to grow to become a magnificent tree, nếu bạn muốn lớn lên và trở thành một cái cây lớn, if you want your potential to come out, nếu bạn muốn những cái tiềm năng của mình đúng không ạ, được gọi là bày tỏ ra bên ngoài, if you want the gold, nếu bạn muốn vàng inside of you to come out, ở bên trong bạn được đem ra bên ngoài, if you want the potentials that God has placed in you to come out, nếu bạn muốn những cái tiềm năng mà Chúa đã đặt để trong bạn bày tỏ ra bên ngoài, you need to be planted on the right environment, thì bạn cần phải được trồng ở trong một cái môi trường đúng. And what is our right environment? Vậy thì cái môi trường phù hợp hay là môi trường đúng của chúng ta là cái gì ạ? The right environment for us to be able to grow, thì cái môi trường phù hợp để chúng ta có khả năng tăng trưởng hay là lớn lên is the presence of God. Chính là sự hiện diện của Chúa. Amen. Amen. When God created Adam and Eve, khi Đức Chúa Trời tạo dựng ông Adam và bà Eva, where did God place them? Thì Chúa đã đặt họ ở chỗ nào? Did God place them in the hot desert? Có phải Chúa đặt họ ở trong một cái sa mạc gọi là cái nóng cháy không? Did God place them in the cold place with the snow? Có phải là Chúa đặt họ ở một cái nơi rất là lạnh giá rồi có băng tuyết không? Did God place them in the ocean to drown under the sea? Hay là Chúa đặt họ ở biển để họ mà chìm xuống dưới biển không? No. Không. Because that is not their right environment. Bởi vì đó không phải là một môi trường phù hợp cho Adam và Eva. The right environment for us, môi trường phù hợp cho chúng ta, is the presence of God. Chính là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. So He placed man in the Garden of Eden. Thế là Đức Chúa Trời đã đặt đúng không, con người vào trong vườn Eden. The Garden of Eden means, vườn Eden có nghĩa như thế này. It means the pleasure of God. Có nghĩa là sự khoái lạc của Đức Chúa Trời. God wants us to live in His presence. Chúa Ngài muốn chúng ta sống ở trong cái sự hiện diện của Ngài. Apart from the presence of God, và nếu mà chúng ta ở ngoài sự hiện diện của Chúa, we will die. Thì chúng ta sẽ chết. Amen. Amen. So God placed Adam and Eve in His presence. Và thế là Chúa đã đặt ông Adam và bà Eva vào trong đúng không, sự hiện diện của Ngài. They walked hand in hand with God. Đúng không, họ đồng đi đúng không, tay nắm tay đồng bước đi với Chúa. If they need anything, nếu họ cần bất cứ điều gì, they just ask God. Họ chỉ cần hỏi Chúa thôi. Lord, họ xin Chúa thôi. Lord, I need some food for today. Chúa ơi, hôm nay con cần một số thức ăn. And God will tell them. Và Chúa sẽ nói với họ. Here are the fruits that you can eat. Đây là những thức ăn mà con có thể ăn. God, I need wisdom for today. Chúa ơi, ngày hôm nay con cần sự khôn ngoan. And God gave them wisdom. Và thế là Chúa cho họ có sự khôn ngoan. Everything that they need to become successful in life. Mọi thứ mà họ cần để mà thành công ở trong cuộc đời, God has already given them. Thì Chúa đã ban cho họ rồi. In His presence. Ở trong sự hiện diện của Ngài. This is where we were supposed to live. Đó là cái nơi mà chúng ta phải sống. In this place we have freedom. Và tại đó chúng ta có sự tự do. In this place we are successful. Tại chỗ đó chúng ta có sự thành công. In this place you can be the very person you want to be. Và ở tại đó đúng không? Bạn có thể trở thành con người mà bạn muốn trở thành. If you want to be a successful farmer, nếu bạn, you will be that successful farmer. Nếu bạn muốn trở thành một người làm vườn thành công thì bạn sẽ là người làm vườn thành công. If you want to be an actor or actress, you will be that person. Nếu bạn muốn trở thành một diễn viên thì bạn sẽ là người đó. We just need to stay in the presence of God. Chúng ta chỉ cần đứng ở trong sự hiện diện của Chúa mà thôi. But apart from the presence of God, nếu mà chúng ta ở ngoài sự hiện diện của Chúa, there's death. Thì có sự chết. That's what happened to Adam and Eve. Đó là điều ngày trước đã xảy ra với ông Adam và bà Eva. They disobeyed God. Họ đã không có nghe lời của Chúa. God told them not to eat from the tree of knowledge of good and evil. Chúa nói với họ là các con đừng có ăn cây tri thức điều thiện điều ác nha con. But they disobeyed God. Nhưng mà họ đã không nghe lời của Chúa. They ate. Họ đã ăn vào. So God had to place them away from the Garden of Eden. Và thế là Chúa phải đặt họ ở ngoài vườn Eden chứ không cho họ ở trong vườn Eden nữa. From that time on, từ lúc đó trở đi, they were living far from the presence of God. Họ sống xa khỏi sự hiện diện của Chúa. From that time on, từ lúc đó trở đi, it was difficult for them to talk to God. Rất là khó để họ có thể nói chuyện với Chúa. Before they just ask God and God will give it to them. Trước đó thì họ chỉ cần xin Chúa thôi và thế là Chúa sẽ cho họ. But because of sin, nhưng mà bởi cớ cái sự tội lỗi, now they will have to work so hard. Bây giờ họ phải làm việc một cách cực nhọc. They will have to sweat and they will have to work everything. Họ phải làm mọi thứ rồi phải đổ mồ hôi mồ kê thì mới có cái mà bỏ giấc bụng. So that they can eat. Để có cái gì đó.
ăn vào. Life is so difficult. Cuộc sống của họ bây giờ rất là khó khăn. Without the presence of God. Khi họ không có sự hiện diện của Chúa. This is what happened to all of us. Đây là điều đã xảy ra với hết thảy chúng ta. But God is so good. Nhưng mà Chúa của chúng ta Ngài rất là tốt lành. He wants us to come back to His presence. Chúa muốn chúng ta hãy trở lại cái sự hiện diện của Ngài. We have been trying to go back to His presence. Trước đây chúng ta nỗ lực đúng không để mà bước vào hay trở lại sự hiện diện của Chúa. Man has tried to do everything. Con người đã cố gắng làm tất cả mọi thứ. He tried by doing good deeds. Họ cố gắng nỗ lực bằng cách làm các việc lành. But it's not enough. Nhưng mà chừng đó là chưa đủ đâu. He tried to make his own religion. Con người bắt đầu tự cái nghĩ ra các tôn giáo của mình. But it's not enough. Nhưng mà chừng đó là chưa đủ. What we need is a savior. Tất cả những gì chúng ta cần đó là đấng cứu thế. Who will save us and bring us back to the presence of the Father. Cứu chuộc chúng ta và đem chúng ta trở lại vào trong sự hiện diện của Chúa Cha. God loved us so much. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta rất là nhiều. John 3:16. Giăng 3:16. That He gave His only begotten Son. Đến nỗi Ngài ban con một yêu dấu của Ngài cho chúng ta. That whoever believes in Him. Và ai tin con ấy. Will no longer perish. Sẽ không còn bị hư mất nữa. But have everlasting life. Nhưng mà người đó sẽ có sự sống đời đời. God the Father sent His Son Jesus. Đức Chúa Trời là Cha, Ngài đã sai con của Ngài là Chúa Giêsu đến. So that when Jesus died on the cross. Để khi mà Chúa Giêsu Ngài chịu chết ở trên thập tự giá. We can come back to the Father. Thì chúng ta có thể trở lại với Chúa Cha. Jesus said. Chúa Giêsu phán. I am the way. Ta là con đường. The truth and the life. Lẽ thật và sự sống. No one comes to the Father. Không ai có thể đến cùng Cha. Except through me. Ngoại trừ chính ta. Jesus became the way. Chúa Giêsu Ngài trở thành con đường. The cross became the door. Và thập tự giá. Bây giờ nó trở thành cánh cửa. So that through the cross, để mà qua thập tự giá đó, we can now go back to the presence of God. Thì bây giờ chúng ta có thể trở lại sự hiện diện của Chúa. And live from this place. Và chúng ta sống từ nơi đó. No longer living in poverty. Chúng ta không còn sống ở trong nghèo đói nữa. No longer living in bondage. Chúng ta không còn sống ở trong sự trói buộc nữa. No longer living with so much hardship. Chúng ta không còn sống với nhiều gian khó cực nhọc nữa. God wants us to live in this place of freedom. Và Chúa muốn chúng ta sống ở tại nơi có sự tự do này. In this place where His presence is. Nơi đó là gì? Là nơi có sự hiện diện của Ngài. How many wants to live here? Có bao nhiêu người trong các bạn muốn sống ở đây, tức là sự hiện diện của Chúa? Amen. Amen. God has already opened the door. Chúa đã mở toang cánh cửa cho chúng ta rồi. But it's up to you. Việc còn lại tùy thuộc ở nơi bạn. It's your choice. Đó là chọn lựa của bạn. Many Christians already believe. Nhiều cơ đốc nhân họ đã tin như thế này rồi. They have Jesus in their hearts. Họ có Chúa Giêsu ở trong lòng của họ. But it's their choice. Nhưng mà đó là chọn lựa của họ. They choose not to go back to the presence of God. Họ có Chúa rồi nhưng mà họ không có muốn trở lại sự hiện diện của Chúa. They choose to live in this place. Họ chọn sống ở tại nơi này. Do they go to church every Sunday? Mặc dù mỗi chủ nhật họ đều đi đến nhà thờ. Their hearts are still far from God. Nhưng mà tấm lòng của họ vẫn còn xa cách Đức Chúa Trời. They don't know how to pray. Họ không biết làm cách nào để mà cầu nguyện. They don't know how to talk to God. Họ không biết cách nói chuyện với Chúa. But there is a better way to live. Nhưng mà có một cách tốt hơn để chúng ta sống. God is inviting us. Chúa đang mời gọi chúng ta. He's saying to you, come up here, my beloved. Chúa nói với các bạn là hỡi người người mà ta yêu dấu, các ngươi hãy đi lên đây. I'm longing for you. Ta khao khát các con. Come up here, my child. Hỡi con của ta, các con hãy đi lên đây nào. I have so many great things for you. Ta có rất là nhiều điều tuyệt vời dành cho các con. So many things that you have not even imagined. Có rất là nhiều điều mà thậm chí các con chưa bao giờ tưởng tượng tới. Let's read from 1 Corinthians chapter 2 starting in verse 9. 1 Corinthians 2:9. Chúng ta đọc với nhau ở trong Corinthians đoạn 2 bắt đầu từ câu số 9. Okay, 1 Corinthians 2:9. Corinthians đoạn 2 câu số 9. It says there, but it is written, eye has not seen, nor ear has heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Song lại như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. God has prepared so many things for us. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị rất là nhiều điều dành cho chúng ta. That eye has not seen. Là những điều mà tôi chưa nhìn thấy.
ears have not heard. Mắt chúng ta chưa nhìn thấy và lỗ tai chúng ta chưa hề nghe đến. Nor have entered into the heart of man. Và lòng người chúng ta cũng chưa hề nghĩ đến điều đó. All these things God has prepared for all of you. Tất cả những điều này Chúa đã chuẩn bị cho các bạn rồi. Do you like those things? Bạn có thích những điều này không? Amen. Amen. In verse 10. Trong câu số 10. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. And in verse 12, trong câu số 12, now we have received not the spirit of the world. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian. But the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Nhưng nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lấy bởi Đức Chúa Trời. God has provided us the way. Chúa Ngài đã cho chúng ta con đường. So that we can experience all these things that He has prepared for us. Để chúng ta có thể kinh nghiệm tất cả những điều mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. God sent His Son Jesus. Chúa đã sai con của Ngài là Chúa Giêsu. To die on the cross. Để chịu chết ở trên thập tự giá. So that through Him. Để mà qua Chúa Giêsu. We can experience life abundantly. Thì chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống dư dật. All we need to do is to go into the presence of God. Tất cả những gì chúng ta phải làm đó là chúng ta hãy đi vào sự hiện diện của Chúa. Amen. Amen ông nào. We are God's children. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. And you can hear God's voice. Và bạn có thể lắng nghe tiếng của Chúa. God has been longing to talk to you. Chúa đang mòn mỏi khao khát để mà nói chuyện với bạn. All we need to do is to align our heart. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chúng ta hiệp một lòng của chúng ta với lòng của Chúa. Open our hearts. Chúng ta mở tấm lòng của chúng ta ra. So that we can hear His voice. Để chúng ta có thể lắng nghe tiếng của Ngài. And we can see His face. Và chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của Ngài. God has many plans for you. Chúa có rất là nhiều kế hoạch dành cho bạn. God has many dreams for you. Chúa có rất là nhiều những giấc mơ cho bạn. You are not an ordinary person. Bạn không phải là một người bình thường đâu. You are extraordinary. Bạn là một người phi thường. God's power can move through you. Quyền năng của Đức Chúa Trời có thể hoạt động qua bạn. Do you believe that? Bạn có tin điều đó không? Có tin không nào? God can use each one of you. Chúa có thể sử dụng mỗi một người trong các bạn. To bless others. Để ban phước cho người khác. To touch the sick and they will be healed. Để đặt tay lên kẻ bệnh, đúng không? Chạm lên họ và họ sẽ được lành. 2 years ago, I was in Hanoi. 2 năm trước thì tôi có đến Hà Nội. With Pastor Duke and some of the team. Với lại mục sư Lê Minh Đức và một số anh em khác ở trong đội hình. We went to a place to have a youth gathering like this. Chúng tôi đi đến một nơi và có cái buổi nhóm thanh niên giống như thế này. And in that place, we taught the people how to access heaven. Và tại nơi đó chúng tôi đã dạy dỗ các anh em thanh niên đó cách để mà chúng ta có thể bước vào nơi thiên đàng. And we have seen signs and wonders happening. Và chúng tôi đã nhìn thấy các dấu kỳ và phép lạ xảy ra. There were people who were healed from their sicknesses. Có những người họ được chữa lành khỏi ốm đau bệnh tật của họ anh chị em. There was even this young lady. Có một cô gái kia. She was just a new believer. Mới tin Chúa thôi. She just received Jesus, I think, 3 days before that meeting. Và mới tin Chúa cách kia buổi nhóm đó có 3 ngày thôi. So she was very new. Cho nên cô là một người rất là mới. And then she experienced the power of God. Nhưng mà sau đó thì cô đã kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời. And we taught everyone how to pray for the sick. Và chúng tôi đã dạy tất cả mọi người cách để mà cầu nguyện cho người bệnh. So she started laying her hands on the sick. Và thế là cô bắt đầu đặt tay lên người bệnh. And pray. Và cầu nguyện. She was so surprised. Và cô rất là ngạc nhiên. That the person she prayed for. Vì cái người mà cô cầu nguyện cho đó. Was instantly healed. Người đó được chữa lành một cách ngay lập tức luôn. Amen. Amen. You can do the same thing. Bạn có thể làm điều tương tự. Because God wants to use you. Bởi vì Chúa muốn sử dụng bạn. Ông ai đi chúng ta hãy nói lớn. Amen. Amen. God wants to use you. Chúa muốn sử dụng bạn. In John 14 verse 12 it says. Ở trong Giăng đoạn 14 câu số 12. I say to you, he who believes in me. John 14:12. Giăng đoạn 14 câu số 12. I say to you, he who believes in me. Quá thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta. The works that I do, he will also do. Cũng sẽ làm việc ta làm.
And greater works than this he will do because I go to my Father. Lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. How among you believes in Jesus? Có bao nhiêu người trong các bạn tin nơi Chúa Giêsu nào? Amen. Amen. He says, Chúa nói, if anyone believes in me, nếu ai tin ta, the works that Jesus did, you will also do. Thì những việc ngày trước Chúa Giêsu đã làm đó, thì bạn cũng làm những công việc đó. What did Jesus do? Chúa Giêsu đã làm gì nào? He laid his hands on the sick and they were healed. Chúa đặt tay trên kẻ bệnh và họ được chữa lành. He raised the dead. Chúa khiến cho kẻ chết sống lại. He cast out demons. Chúa đuổi quỷ. He cleansed the lepers. Chúa làm cho người bị phung được sạch bệnh. You will also do the same thing. Bạn cũng sẽ làm điều tương tự giống như Chúa Giêsu đã làm. And even greater things. Và bạn sẽ làm những công việc còn lớn hơn thế nữa. Do you believe that? Bạn có tin điều đó không? Say amen. Amen. So right now let's have some practice. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành với nhau. Do you like that? Bạn có thích không? Who among you here are not feeling well? You have sickness in your body. Có ai trong chúng ta ở đây cảm thấy có cái sự ốm đau bị tật ở trong thân thể của mình? Mình cảm thấy không có được khỏe. Don't be shy. Chúng ta không có ngừng nhưng chúng ta đưa tay lên. Ai cảm thấy không có được khỏe ở trong người? You have fever, you're not feeling well. Mình giống như là bị sốt hay là mình cảm thấy không có được khỏe. You have pain in your body. Hay là mình có cái sự đau đớn trong thân thể. Whatever it is that you are feeling today. Dù hôm nay đúng không? Please raise your hand. Rồi đưa tay lên nào. Chúng ta đưa tay lên nào. Okay, I want you to stand to those who raise your hand. Stand up. Những bạn nào mà đưa tay lên, tôi muốn các bạn hãy đứng lên. Stand up. Đứng lên tại chỗ của mình luôn. So that the people around you can see you. Để những người xung quanh có thể nhìn thấy bạn. Đứng lên, những người nào chưa thấy đó, chúng ta hãy đứng lên. Okay, any more? Có ai nữa không ạ? Anyone who doesn't feel well? Còn ai cảm thấy không có được khỏe nữa không? Now I want the people around this standing people. Tôi muốn những người ngồi xung quanh những người bạn đang đứng của chúng ta. You will be the ones who will pray for them. Chính các bạn sẽ là người cầu nguyện cho các bạn của mình. Hey, this is easy. Rất là dễ dàng. Do you believe in Jesus? Bạn có tin nơi Chúa Giêsu không? God will use you. Chúa sẽ sử dụng bạn to heal the sick. Để mà chữa lành kẻ bệnh. So what? This is what we are going to do. Đây là điều mà chúng ta sẽ làm này. To the people around them. Những người xung quanh nhà các bạn đang đứng đó. I want you to ask them what they feel. Tôi muốn bạn hãy hỏi bạn của mình đang cảm thấy điều gì okay, trong con người của mình. Ask them right now. Bạn hãy hỏi đi. Come on. Những người ngồi xung quanh đã hỏi bạn của mình bị cái gì? Okay. Rồi. Now I want those people around them to lay your hands on them. Bây giờ tôi muốn những người mà ngồi xung quanh đó hãy đặt tay của mình trên những người bạn của mình. Chưa. Touch them. Stay. Đứng lên. Standing. Chúng ta vẫn cứ đứng nha. Rồi những người xung quanh chúng ta đặt tay lên và chúng ta cầu nguyện cho người bạn của mình nào. Come on, the people around them, touch them. Rồi mau lên, những người xung quanh đó mình đặt tay mình cầu nguyện cho anh em của mình. Touch them. Chúng ta hãy chạm vào cái người anh em của mình. Lay your hands on them. Bạn hãy đặt tay của mình lên trên anh em của mình. Now I want you to pray and release healing. Bây giờ tôi muốn bạn hãy cầu nguyện và khai phóng sự chữa lành. Just a simple prayer. Giống như cái lời cầu nguyện. Doesn't have to be very long. Chúng ta không cần chỉ là cái lời cầu nguyện đơn giản thôi, không cần phải cầu nguyện chi dài dòng. Just say in the name of Jesus. Và chỉ cần việc nói trong danh của Chúa Giêsu. Be healed. Hãy được chữa lành. Okay. Whatever that sickness is, dù ốm đau bệnh tật đó là gì đi chăng nữa, just declare healing. Bạn hãy cứ công bố sự chữa lành. In the name of Jesus. Ở trong danh của Chúa Giêsu. Also do it. Rồi bây giờ các bạn hãy làm đi. Pray. Các bạn hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện cho bạn bè kia. Declare healing. Hãy công bố sự chữa lành. Father, we thank you. Cha ơi, chúng con tạ ơn Ngài. Thank you for the healing. Cảm ơn Cha vì sự chữa lành của Ngài. In Jesus name. Trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Now I want you to ask them. Và bây giờ tôi muốn bạn hãy hỏi họ. How are you feeling now? Bây giờ bạn thấy như thế nào? Hãy hỏi đi những người xung quanh. Feeling better? Các bạn có cảm thấy tốt hơn không? Check them out. Các bạn hãy hỏi đi. Những người ngồi xung quanh mình hỏi bạn của mình, bạn có cảm thấy tốt hơn không? If there was pain before, check it out. Nếu mà trước khi cầu nguyện họ đau đó, bây giờ bạn thử xem họ có còn đau không? Cử động, quay người rồi, quay chân mũ tay thử xem có còn đau nữa không? Test it if there's any difference. Thử đi. Thử xem là có cái sự khác biệt nào không? Anyone who has been healed? Có ai không? Có ai được chữa lành không?
If you've been healed by God, raise your hand. Nếu ai được Chúa chữa lành, chúng ta hãy đưa tay lên. Amen. Come on. Amen. Come on. Let's give the glory to the Lord. Và chúng ta dâng vinh hiển về cho Chúa nào. Now, wasn't that easy? Việc mà các bạn làm đó có dễ không? It's not difficult to pray for the sick. Cầu nguyện cho người bệnh có khó khăn không? Amen. Không khó. Amen. Anyone can do it. Tất cả mọi người đều có thể làm. You can do it. Các bạn cũng có thể làm. You don't have to wait for your pastor. Bạn không cần phải chờ các mục sư đến. If there's someone manifesting with evil spirit. À, nếu ai đó đúng không ạ? Họ bày tỏ ác linh. Begin to cast out the evil spirit. Thì bạn hãy bắt đầu đuổi những cái tà linh đó ra. You don't have to wait for Pastor Duke all the way from Saigon. Bạn không cần phải chờ mục sư Đức đi một quãng đường dài từ Sài Gòn đi lên đây tôi nghiệm mục sư. You can do it. Bạn có thể làm cái điều đó. If your friend needs healing. Nếu bạn của bạn cần sự chữa lành. He's feeling pain in his head. Đó, người đó cảm thấy đau đầu. You don't have to wait for your pastor. Bạn không cần phải chờ mục sư của mình tới. Lay your hands on them. Hãy đặt tay ở trên họ. And pray. Và cầu nguyện. In the name of Jesus. Và trong danh của Chúa Giêsu. Be healed. Hãy được chữa lành. And after you pray. Và sau khi bạn cầu nguyện. Ask the person. Hãy hỏi người được cầu nguyện đó. How are you? Bạn thấy thế nào? Are you feeling better? Có cảm thấy tốt hơn không? If the pain is still there. Nếu mà vẫn còn cái sự đau đớn. Don't worry. Thì đừng có lo. Pray again. Tiếp tục cầu nguyện. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. Be healed. Hãy được chữa lành. And again, ask the person. Và họ là hỏi người đó. How are you feeling? Bây giờ thấy thế nào rồi? If the pain is still there. Nếu mà vẫn còn đau. Pray again. Tiếp tục cầu nguyện cho đến khi rụng hết tóc. In the name of Jesus. Hãy vui thôi. Be healed. Trong danh Chúa Giêsu, hãy được chữa lành. Amen. Amen. Do it again and again until you see healing. Rồi sau đó cầu nguyện cho người đó mọc tóc trở lại. Amen. Amen. You will never experience it if you do not try it. Nếu bạn không thử được thì bạn sẽ không bao giờ kinh nghiệm đâu. So I want you to try it. Cho nên tôi muốn bạn hãy đúng không ạ? Cầu nguyện. Do you want to be able to raise a dead person? Bạn có muốn đúng không ạ? Chúa sử dụng mình để mình cầu nguyện cho kẻ chết sống lại không? Amen. Yes. You can try praying for persons with a headache. Bạn hãy bắt đầu đúng không ạ? Cầu nguyện cho người bị đau đầu. Maybe you can try praying for a toenail that is already dead. You can pray for the people around you. À, bạn có thể cầu nguyện cho cái móng, đúng không? Cái móng chân của mình mà nó đã chết rồi, hay là cầu nguyện cho những người xung quanh chúng ta. Because God wants to use you. Bởi vì Chúa muốn sử dụng bạn. You are not ordinary. Bạn không phải là một người bình thường đâu. You are extraordinary. Bạn là một người phi thường. Because God is in you. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa ở trong bạn đó. You are God's children. Bạn là con cái của Đức Chúa Trời. And He loves you. Và Chúa yêu thương bạn. He cares about you. Chúa chăm sóc bạn từng chút một. Amen. 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 So right now we're gonna do something. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một vài điều. God speaks to us. Amen. Đức Chúa Trời nói với chúng ta. Amen không ạ? Among you here believes that God speaks to us. Có bao nhiêu người trong chúng ta đây tin rằng Chúa nói chuyện với chúng ta? He can speak to us in many different ways. Chúa có thể nói chuyện với chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Sometimes when we read the Bible, đôi khi đúng không, đang lúc chúng ta đọc Kinh Thánh, some words jump. Đó thì có một đúng không, có lời Chúa từ trang Kinh Thánh giống như là nó nhảy lên khỏi trang Kinh Thánh vậy đó. So real to us. Và trở nên rất là thực tế đối với bạn. It's like God is speaking to us through His word. Giống như là Chúa đang sử dụng lời của Ngài để mà nói chuyện với bạn. Sometimes God speaks to us in a still small voice. Đôi khi đó Chúa đúng không nói với chúng ta qua tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. You just know that God is speaking to you. À, bạn biết là Chúa đang nói chuyện với bạn. And God is telling you. À, và Chúa đang nói với bạn rằng, I love you. Ta yêu thương con. Sometimes God speaks to us through visions. Đôi khi đó thì Chúa nói chuyện với chúng ta qua các khải tượng. God will show you pictures. Chúa sẽ cho các bạn thấy những cái hình ảnh. Sometimes God speaks to us through dreams. Đôi khi đó thì Chúa nói chuyện với chúng ta qua những giấc chiêm bao. When you sleep at night, you will have dreams. Khi bạn ngủ vào ban đêm thì bạn sẽ có những giấc mơ. And God will speak to you through these dreams. Và Chúa sẽ nói chuyện với bạn qua những giấc mơ đó. I believe God wants to speak to us this morning. Tôi tin là Chúa muốn nói chuyện với chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. He is a good, good Father. Ngài là Cha tốt lành của chúng ta. He has so many things prepared for you. Và Chúa đã chuẩn bị rất là nhiều điều cho bạn rồi. And He's inviting you. Và Chúa đang mời gọi bạn. Come up here. Con ơi, hãy đi lên đây con. I want to show you so many things. Con, ta muốn chỉ cho con rất là nhiều điều. I have so many dreams for you. Ta có rất là nhiều giấc mơ dành cho con. I have great ideas for you. Ta có những ý tưởng rất là tuyệt vời dành cho con. Ideas that will help you prosper. Đó là những ý tưởng sẽ giúp cho con giàu to.
ideas that will make you successful. À, những ý tưởng sẽ làm cho con được thành công. God is inviting us. Chúa đang mời gọi chúng ta. To listen to His voice. À, để chúng ta lắng nghe tiếng của Ngài. And to hear Him speak. À, và nghe Ngài nói với chúng ta. Do you want to hear the voice of God? Bạn có muốn nghe tiếng của Chúa không? We will do an exercise. À, bây giờ các bạn sẽ thực tập. Does anyone have, if you have a notebook or paper and a pen, can you raise your hand? Ở đây bạn nào chúng ta đã có sẵn bút giấy rồi, chúng ta đưa tay lên. Ai đã có rồi chúng ta đưa tay lên, cứ giữ đó nha. Okay. Ai đã có rồi, bút giấy. We have some more paper here and some pen. Ở trên này chúng ta có thêm bút với lại giấy. Raise your hand if you need paper and pen. À, người nào cần giấy cần bút thì chúng ta đưa tay lên. Rồi cô Estee sẽ đưa cho mọi người. Distribute it. Rồi xin mấy bạn khác phụ giúp thêm đi.